đây mới làm giúp đâu. Ừ. Mắm trong kia là thôi. Không ai làm qua mặt nó được đâu. Ở đây nó có mấy cái. Rồi. Để là từ đây là nó làm mở. Mà nếu không bằng cái này. Nãy mở đầu tiên rồi. Có ớt mà, có trái này. Quyền, quyền. À, đó. Này, ớt này. Đậu thơm. Mẹ này anh không uống gì nữa. Anh không nói cháo. Vậy em tay này lấy khô á, nếu không uống á. Cù chả nó kịp mà nháo còn giòn 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 luôn á. Hồi nãy mới xin wifi của nó hả? Có không? Tự... Có chứ. Có wifi kêu, không? Kêu xin ở bên kêu không anh? Tắt cái xin wifi không? Ừ. Cần không? Không. Giờ này mấy giờ? Anh phải quay cái này cho nó coi á. 2 giờ sớm mà mở tài lô cho nó coi. 2 giờ sáng. Ừ. 3 giờ. 4 giờ sáng. Quá mà. Ừ. Ừ. Nó mới làm cái này chứ mấy bữa đâu có kia này đâu mà. Làm được. Vâng. Hồi đó làm cái sạch này là bằng gỗ rồi á, cái lớp gỗ. Cái lớp này mới này. Nó là một con 1 ký hả? Hả? Một con 1 ký hả? Ừ, một con 1 ký. Nặng gì cơ? 7 ký mấy. 2 pound á. Ừ. Ba cái mấy ba con, một con cái mấy. Không cuốn à? Đang ăn đầu mà cuốn luôn. Giờ ăn giòn ngon. Cuốn em cuốn. Hình qua tại máy anh gần hết pin nó rồi chết. Có bỏ không? Bắn qua nửa chừng mất công đó, như vậy không treo máy nữa. Đang đi ăn cái lóc chi xù. Xài được không? Ủa, có giúp cá hả? Máy UV ha. Có giúp cá hả? Rồi rồi, máy UV nữa ha. Có giúp cá. À đó kìa. Máy cầm có giúp cá. Máy cầm bụi sạc đi nha. Nè, có giúp cá đó. Đây à. Có rồi cá hả? Ừ. Có rồi giúp cá. Này, lấy ra này, tao không buồn chưa? Vậy là anh Linh, cho một cậu của em, ông cậu Bình của em á. Không ăn rồi cá được. Nằm xíu, đó, chưa ngủ xong tối ngủ được. Hết dễ rồi em ơi. Chị Thủy mới kêu là mất ngủ nè, bắn ngày á, không ngủ. Đêm á, chị Thủy là 10 đêm là về tắm, cái là lên là nằm là ngủ à. Uống không? Uống nước không? Có đi anh này. Nước ngọt này. Được ly không anh?
để mà anh chùi vô cái chén không muốn vừa nữa sao? Đổ bự. Hả? Chùi vô chén không muốn vừa. Uống bia pha bốt không? Không, chết rồi, say chết rồi. Phải không? Pha bốt say chết á. Thấm đầu á. Thiệt bồ không? Biết trọng trời á. Uống thử coi, biết trọng trời liền. Nặng. Ngọt cũng nặng. Cái này là hết. Thôi nha, chào các bác nha, tôi gắt mấy cho tụi anh à. Tới đó được giàu á à. Làm giống như là cái thằng mấy thằng tên Hoa Bảo Phú đó. Ồ cái tivi của bà Hà á ngon không? Bấm vô là nảy mạng lên. Bấm mà vô lên à. Vâng. Thì vi đã rồi đó. Kết nối càng ngày càng hiện đại á. Ở bên đó em chưa thấy cái TV lỗ lẹ vậy á. Bây giờ mình mới rồi mình đi qua đó, cho đi ra đi em ta. Ai? Của chùa đó. Cho đi không? Cho mình đưa đi không? Đường tự á. Không hả? Dạ, chứ em bình ơi, em bình ơi. Em hôm nay em đi coi cái gì mấy. Mấy thật gì. Ủa, từ ba cái đầu đã no chá rồi. Hả? Từ ba cái đầu đã no rồi. Cái đầu thì có ăn cái đầu là ba đầu no chá rồi. Công nhận nó chiên ngon. Nó không có cái dầu ở trong cá nhiều. À. Nó không có bay mùi dầu. Ráo này ha. Cá ráo này. Cái này biết thiếu gì không? Gì? Lát thì rồi đi ăn tới bây giờ vẫn còn nhớ. 9 năm rồi còn nhớ. Thiếu khế. Ừ. Dạ. Đi xoài thay khế đó. Không, kia trước là có chuối nữa kìa. À. Có chuối xanh nữa kìa. Ừ. Là xoài à, gì? Xoài với lại dưa leo thôi. Quên. Cái chặt đó thì mình cho cái thấy là để vô đi. Phần hôm xin lên tô về. Xin bịch tới xin bịch lên xin bịch lên cơm. Bé ơi. Ăn cái rau xa xỉ hả? Không hả? Rau bạc thọ. Ừ, bạc thọ ơi. Hai tô luôn nha con. Cảm ơn bé. Cái đuôi ngon lắm. Giòn. Dạ, giòn lắm. Đuôi giòn nữa. Được rồi anh. Ăn em. Được rồi. Bối giòn hả? Vân, vân khoái à. Đuôi. Khoai món này hả? Nó đang còn nhớ mà. Nó đuôi rồi. Nó đang còn nhớ mà. Nó đuôi đã rồi đó. À, về chuyến thứ hai mới ăn cái này chứ không? Chuyến thứ hai á. Chuyến đầu cũng ăn. Được không ăn hả? Cái đuôi ngon hả?